đến chúng tôi, hỡi người đang ở dương thế. Xin nhớ đến chúng tôi, đây những linh hồn ngày đêm thang khóc. Xin nhớ đến chúng tôi, bằng muôn việt lành nhỏ bé hy sinh. Xin nhớ đến chúng tôi, bằng những lời kinh tha thiết tâm tình. Nơi vực sâu ngàn nỗi thương đau, và đêm tối khóc lóng van xin, đây những linh hồn ngày đêm kêu thâu, cúi xin Chúa xót thương. Khấn xin Chúa là Cha toàn năng, xin thương tha tội lỗi vong ân. Nhưng linh hồn cầy trong Chúa luôn, vững tin nơi Chúa từ nhân. Xin nhớ đến chúng tôi, những linh hồn khát vọng ơn Chúa. Xin nhớ đến chúng tôi, mong ước thiên đàng mùa xuân không uống. Xin nhớ đến chúng tôi, ở nơi luyện hình cùng tôi điêu lên. Xin nhớ đến chúng tôi, nguyện Chúa dù thương tha hết tội tệ. Nơi vực sâu ngàn nỗi thương đau, và đêm tôi khóc lóng van xin, đây những linh hồn ngày đêm kêu thâu, vui xin Chúa xót thương. Khấn xin Chúa là Cha toàn năng, xin thương tha tội lỗi vong ân. Nhưng linh hồn cậy trong Chúa luôn, vững tin nơi Chúa từ nhân. Thiên đàn mùa xuân khóc.
không uống. Xin nhớ đến chúng tôi ở nơi luyện hình cùng tôi điêu lên. Xin nhớ đến chúng tôi, nguyện Chúa dù thương tha hết tôi tệ. Nơi vừng sâu ngàn nỗi thương đau, và đêm tôi khóc lóng vang xin, đây những linh hồn ngày đêm kêu thâu, vui xin Chúa xót thương. Hơn xin Chúa là Cha toàn năng, xin thương tha tội lỗi vong ân, nhưng linh hồn cậy trong Chúa luôn, vững tin nơi Chúa từ nhân. Nhưng linh hồn cậy trong Chúa luôn, vững tin nơi Chúa từ nhân. Ngày còn bao nhiêu người
buồn luôn song vương bên cạnh thì lòng con càng cảm thấy an lành. Lạy Chúa, thân con được Chúa nương tạo thành, mang thân phận là người trần yêu đuối mộng mơ, luôn cần đến Chúa ban nhiều ân thánh. Lạy Chúa, kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Hôm nay chúng ta bước vào ngày thứ 8 trong tuần 9 ngày khấn lòng thương xót Chúa. Và trong giờ khấn này xin được cầu nguyện, xin lòng thương xót Chúa chữa lành cho tất cả quý ông bà và anh chị em tham dự. Xin lòng thương xót Chúa cũng đoái đến tất cả những ý cộng đoàn xin khấn ngày hôm nay. Và chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho quý vị ân nhân của lòng thương xót còn sống hoặc đã qua đời. Giờ đây kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta hát kinh Chúa Thánh Thần khai mạc. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tràn lòng con Chúa ơi, ngay giờ này. Tràn lòng con để con không xa Ngài. Tràn lòng con Chúa ơi, ngay giờ này. Tràn lòng con để con say mê Ngài. Vâng con vươn lên, coi chốn tôi thật tuyệt vọng. Vâng con vươn lên, coi nghi ngờ và sâu đau. Thì con sẽ chúng ta ngợi khen danh Chúa, xin thần linh đến chạm vào con ngày Chúa ơi. Lạy Chúa, Chúa là đấng tròn tốt tròn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con. Mà con đã ca lòng phan nghinh lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cãi và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Trong hình bay thiên thần,
hồi tương xưa kia, khi Chúa hy sinh nằm thánh giá, lòng nhân ái bao la, từ trời thầm cao xa mà đem thân đến dâng nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi quý gia, thần lương đây sáng chờ, chúng con xin tạ ơn thiết tha, chúng con xin thành tâm kính thờ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chúa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Mời cộng đoàn đứng. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Mời cộng đoàn quỳ. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu. Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa
Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của
của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con dân yêu dấu Cha là Đấng Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thang nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Ngày thứ 8, cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục. Hôm nay con hãy dâng lên ta các linh hồn nơi luyện ngục, hãy nhấn chìm họ trong đại dương thương xót của ta. Hãy để nguồn máu thanh ta làm dịu bớt ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ,
tất cả các linh hồn này được ta hiến ra thương yêu. Họ đang đền trả trương sự công chính của ta. Chỉ chúng con mới có khả năng đem lại sự giải thoát cho họ. Hãy lãnh nhận mọi ân xá từ kho tàng của giáo hội dâng cho các linh hồn đó. Ôi, nếu con hiểu thấu được những cực hình mà họ phải chịu, chẳng con không ngừng làm việc lành phung đương dâng hiến thay cho họ và giúp họ đền trả sự công chính của ta. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa đã phán: các con hãy xót thương như Cha các con trên trời hay thương xót. Xin trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn nơi luyện ngục, những linh hồn mà Chúa rất thương yêu, và họ phải ăn năn đền tội cho sự công bình của Chúa. Nguyện xin mau cùng nước chảy ra từ trái tim Chúa dập tắt lửa luyện ngục, để các linh hồn đó cũng được ngợi khen lòng thương xót của Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn trong luyện ngục, vì họ được bao bọc trong tình yêu của Chúa Giêsu. Con nài xin Cha, vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, con một Cha, và vì mọi nỗi đắng cay ngập tràn trong linh hồn Chúa Chi Thánh, xin Cha thương xót những linh hồn đã trải qua cuộc phán xét nghiêm minh. Xin Cha đoái thương họ qua thương tình Chúa Giêsu, để chúng con tin tưởng vào lòng từ bi nhân lành của Cha tuôn xuống không ngơi. Amen. Lạy Cha đấng đầy lòng trắng ân, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng: thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn âm ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con.
xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria Thân Thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính mời cộng đoàn quỳ. Này con là đá, trên viên đá này Cha xây ra hội muôn đời kiến trúc. Này con là đá, Satan xưng hùng mưu ma vây vùng không làm chuyện ru. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng cấm sinh lực và ban cho người nơi đây hạnh phúc. Đừng giao người cho ác tâm quân thù, đừng giao người cho ác tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin thương xót, chữa lành tất cả cộng đoàn chúng con đây. Thương xót đến những ý nguyện cộng đoàn xin khấn hôm nay. Thương xót đến quý vị ân nhân của chúng con còn sống hoặc đã qua đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đây niềm tin vô cùng cao quý, nào chúng ta phụng bái tôn thờ và dầu tin ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì, dâng về Chúa Cha và con Chúa lời tán dương mừng chúng vang hòa, cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát thương. Đến Thiên Chúa Thánh Linh nhân hậu, phúc tán dương cảm tạ suốt đời. Bánh có đủ mỗi mùi thơm ngon. Dâng lời lạy Chúa Giêsu, hãy cho chúng con biết máu thánh Chúa đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình thập giá và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu niềm tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen.
Kính mời cộng đoàn đứng. Nhìn lại ngày tháng đã trôi qua, đời con đã trốn bao phen lang xa. Cuộc sống quân con theo đam mê phù hoa. Nhiều khi con muốn quyết tâm chưa lỗi, thành tâm thống hối Chúa ơi dù thương, mà sao con cứ mãi vấn vương trần gian. Xếp mạnh lòng thương xót của Chúa, Chúa ơi giúp con được vươn tới thanh ân diệu vời. Giữa biển trời sông tô lắm phen nổi trôi, Ngài dìu con đi về muôn nơi. Sức mạnh lòng thương xót của Chúa, Chúa ơi suốt cuộc đời con sẽ vững tin nơi Ngài. Chúa chính nguồn hạnh phúc mãi không nhạt phai, giúp lòng con bên áo thân bên Ngài. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chấm tôi nào ai dỗi được. Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên. Vì Người dân nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.